Vô mình cứ quay con mái, vãi cứt thật. Quay con mái. Thế con mái nó chớp chớp cánh, mình cứ quay, quay mẹ nhầm con mái. Ô, hai con cùng hót này. Mình cứ thấy sổ bọng rồi mình cứ quay giờ đấy thôi, ra được không? Con mái nó lại cứ trống gần hơn. Chết rồi. Đã ngửa ra sau rồi. Cảnh ấy, cảnh thế đó. Không. Thả tự do mà kéo thế. Sao thế này? Gần ngày đấy mùa này chim thường thường đánh lâu chả nó đéo nó nhanh. Mẹ khỏi biến tường. Em nghe đây chị ơi. Dạ. Nhưng mà làm em vẫn có cái móc cũ ấy thôi chị ạ. Vâng vâng thì em có sẵn em có sẵn móc rồi nhưng mà chắc độ chỉ khoảng tầm độ gần 100 cái thôi. Để em về từ giờ đến mai em làm lốt xem cố được bao nhiêu thì được. Thì lúc nào cứ ra thì cứ chị điện cho em trước nhá. Vâng 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 em chào chị. Ở trên hợp giọng đấy hả? Bắt cứ cuốn luôn, con lão cũng cuốn luôn. Con mồi. Ô, con đéo quay về nhỉ. Bồi này không chè. Không. Có lúc con mái về nó có hơi hơi. Mà chạy 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 thấy con mái trắng. Này không chè thế. Em vẫn cứ bảo địch mẹ chắc con này thông chỉ quay quanh hai cái cây nhãn này. Bởi vì địch con mẹ nó đeo đi đâu. Nó quấn mồi rồi. Đéo biết đâu địch bên này nó vẫn có một con này. Thì mình đéo biết đâu mình cho sang bên này. Cho nó thoáng. Định trực này rú mẹ cái bụi chê hay rồi. Đéo đá. Nhân tương này đến bao giờ mới đá? Sắp đá. Chú ra hai con mồi chú rất là mồm. Cái mẹ ăn. Cho nó hết mấy ăn rồi về rồi đó phải gào kìa. Lại đi ra. Chưa hiện tượng cúi nhìn gì cả. Trời đá đẹp đẹp á. Cảnh. Ra ngoài. Ra rồi. Rồi.